Đây, em sai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Hôm nay anh em lại có một cái buổi cà phê bonsai. Đây chú. Một buổi cà phê, đây là có một ông chú đang rất thích cái cây si này rồi. Ôi, anh Hải ra làm việc đi. Đấy, con đấy 500, con đấy. Hàng đấy thì cứ đấy. Đây, một cái xì là rất đẹp đấy. Con đấy hả? Cái ngọn xùi này. Đây này, ngọn đen rồi. Đấy là ngọn. Đây là điều mê càng hơn. Một buổi cà phê rồi rất là vui. Nắm rồi. Nắm rồi rồi. Không thì anh em cứ chốt tới bây giờ, đến lúc là khai trương xong là lên bắt tay nhỉ. Anh Hải. Chốt từ bây giờ xong đến hôm khai trương quán là mới bắt tay. Chốt thì chốt luôn. Để nó nào. Để cho nó về với anh em nó kia. Không. Bây giờ cả hai con đấy đi về anh em nó. Ok này. Không biết uống rượu chỗ nhà cho chú hồ túc nó rất nhiều. Ôi con này thì chú lên tí đi, xong là chú xuống tí là hợp lý đấy. Thực ra là đi chợ thì không ai đi một phát đến chợ luôn cả. Hôm nay mình này có 1 triệu. Rồi cắt đôi làm 1,5 triệu. Đấy, chứ 1 triệu thì không mua được. Đấy, cây rất là già. Đấy. Cây đấy đắt hơn cây này đấy chú ạ. Cái đấy, cho 2 lít. Cái nào chán lại em lại. Cái đấy nó đắt hơn cái này đấy. Bảo hành, 2 lít rồi. Đấy, đang có một cái tác phẩm đã được rất quan tâm. Như thế là mẹ đây có đồng đội đấy, hôm nay có đại gia đình nhà Tây của đang rất suy tư. Đang kìa. 1,5 triệu kìa. Chốt đi. Hợi giả 2 triệu cà phê 15 này. Đấy rồi. Thế chú lên tí đi. Mà 15 luôn. Không, cái cây đấy trước hơn 2 triệu. 200 là 8. Cây đấy em rất thích luôn. Cái chậu của nó khoảng 300 này rồi. Đây, anh kiếm đi em bận. Anh kiếm đi em. Có đồ chán đó, em này lên lại. Thích đổi cho cây khác. Đây các bác nhá, một tác phẩm si bê tay. Cây này giữ lâu lắm rồi, có bán đâu. Bán mất rồi. Hỏi em đến biết mang đi chỉ chơi. Một cây xuống một tí, một cây lên một tí là. Đây các bác nhá. Em bảo chậu có 200. Còn khi nào chán em lên lại. Đó, ok, đồ chơi rồi. Nó không có tí nhũn nào. Nó nhũn nhùn này. Đấy. Một khi đã thích thì thêm 300 nữa, quá đơn giản. Mà đây bán có bảo hành anh em nhá. Cái này đóng cái cây về chơi vào đây thôi. Có này có là món thần đấy. Đây, cái nó kỹ đi. Nó hàng hiếm luôn, không có. Ông con này đồ chơi đấy chú ạ. Giá quá hợp lý rồi. Ông ngày xưa hơn 2 triệu đấy, 2 triệu rưỡi đấy. Thế là thế chứ con này bao nhiêu mà hỏi em bán được. Hơn 1 triệu anh có bán bao giờ. Bán luôn. Mua được mà. Mua chán lấy lại mà. Bảo hành, quá tuyệt vời. Bán cho vui đấy. Đấy, đang cái đấy chơi rồi chú ạ. Cái này em nói để trà nhá. Đẹp luôn, có cái gỗ đầu tròn nhá. Nó là cái đồ chơi rồi. Đấy, chuẩn bị có giao dịch anh em nhá. Đấy, tôi thấy có người đếm tiền rồi. Đếm tiền rồi. Đấy. Đây các bác nhá. Đây tôi quay cận cảnh lấy lại. Làm bằng chứng. Lổ. Anh Dũng lổ cái gì đấy? À. Chú Bình mua cái gì đấy? Cháu quay lại cho thấy bằng chứng biết đếm tiền đấy nhá. Ôi sợ rồi. Lại bí mật rồi. Đấy các bác ạ.
Chuẩn bị là sẽ có cái địa điểm mới các bác nhé, sẽ có một cái địa điểm mới để anh em giao lưu cà phê bonsai. Hôm nay lâu lâu anh em mới tổ chức một buổi. Đây là một cái cốt xanh quê. Triệu rưỡi đấy cháu, giật triệu rưỡi hợp lý cả trọng. Cái này chơi nó quá hợp lý không chú. Biết nhau để giao lưu rồi chứ còn. Thực ra là cháu không phải nói một cây mà nó có bệ quái mà già như này thì 1 triệu rưỡi. Thôi thì 1 triệu rưỡi đào đi mà anh chỉ có 3. À, khả năng lỗi được. Vừa đi. Bê luôn cả 2. Bê đi ơi, hôm nay là lần thi. Chốt nào. Nào. Xong rồi ấy. Nào. Đổ rồi. Ồ. Tay ba đây, vào tay ba đây. Ờ. Đây đây từ từ nhá. Quay quay anh chú bê lên. Nào. Nào. Đây đây chú ơi, chú nhìn đây nhá, nào. Cười tươi lên mặt này. Nào. 1 2 3 là các bác vỗ tay nhá nào. Chú ơi, chú ơi mua cây khéo thế chứ đấy. Giờ lại có một bán người thiếc kìa. Con này đẹp. Đây các bác nhá, cây này rất đẹp này, cây này nó quái cây này. Cây này về phải bật nó ra cho nó nổi lên. Cái cây này quái cây mà nó già cây. Chú không thích về một mà chú thích về đôi. Đã có những cái giao lưu vui vẻ quá nhé. Rất nhiều cây đẹp các bạn. Có những cây để bàn BT rất hợp lý đây các bạn. Đây cái cốt này, này chia sẻ cho anh em xem cốt cốt này ngày xưa ông mua 5 triệu này. Cốt mini bonsai bê tay 5 triệu cô này. Rất già quá nhé. Đã có những cái lộc đầu tiên. Một buổi giao lưu cà phê bonsai này rất là tuyệt vời rồi. Ăn cây hôm nay đã có một đôi giao dịch. Đấy, bảo hành luôn anh em nhé. Đi mà xài cảm ơn các bác đây. Mỗi tuần anh em chia sẻ một chút. Anh em ở xa thì có liên hệ trực tiếp để về tham dự chung vui cùng các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác xem video.